há hốc khi biết nguồn gốc chiếc vương miện mít thất tình của nam em. Khi nam em là nhân vật chính trong scandal tình cảm, thì mọi chi tiết hình ảnh liên quan đến cô đều được người hâm mộ chú ý. Thời gian vừa qua, câu chuyện tình cảm của nam em Trường Giang Nhã Phương đã khiến khán giả quan tâm rất nhiều. Bỗng dưng nam em thừa nhận mình và Mười Khó từng hẹn hò với nhau và có 30 ngày cực hạnh phúc. Cô kể rất nhiều chi tiết trong mối quan hệ trái ngang này khiến cho người nghe không khỏi giật mình. Cũng trong lúc ồn ào đang diễn ra, nam em lại tiếp tục tung ca khúc MV mới với tạo hình một mỹ nhân mạnh mẽ. Đặc biệt, cô còn đeo cả vương miện và tự nhận mình là mít thất tình. Với chi tiết này, ai ai cũng nghĩ rằng cô tiếp tục mang chuyện đời tư vào trong âm nhạc. Tuy nhiên, nhiều người đã tinh ý nhận ra vương miện mà nam em đang đội được lấy cảm hứng từ chiếc Mikimoto đình đám. Đây chỉ là một phiên bản nhái của Mikimoto, bởi ai muốn sở hữu được chiếc vương miện danh giá này thì phải đạt được danh hiệu Miss Universe. Có lẽ nam em lấy cảm hứng từ chiếc vương miện này vì muốn mình trở thành một người đẹp mạnh mẽ và quyền lực hơn. Vương miện, phiên bản thật được trao tặng tại cuộc thi Miss Universe 2002. Nó được sản xuất tại Nhật với hơn 500 viên kim cương 30 carat nặng 6 gram, 120 viên ngọc trai Nam Hải và ngọc trai Akoya có kích thước từ 3 đến 18mm. Tổng giá trị vương miện đạt tới 250.000 đô, tương đương gần 6 tỷ đồng. Cận cảnh vương miện Mikimoto cực long lanh. Hoa hậu Hoàng Vũ 2017 Demilene Nabiter hiện đang là chủ nhân của chiếc vương miện này. Nhan sắc minh hằng, hành trình nâng cấp kỳ diệu nhưng hiện tại vẫn có gì đó sai sai. Từ bé heo có thân hình tròn trĩnh, gu thời trang mộc mạc, Minh Hằng dần lột xác trở thành một trong những nữ hoàng sắc đẹp vi biết. Thế nhưng thời gian gần đây, cô luôn xuất hiện với gương mặt cứng đơ như phẫu thuật thẩm mỹ bị lỗi. Minh Hằng không chỉ là ngôi sao hạng A trong làng giải trí Việt, mà cô còn là hình mẫu sắc đẹp được nhiều chị em gái ngưỡng mộ. Tuy nhiên, để có được những điều đó, nữ ca sĩ cũng đã trải qua không ít nỗ lực giảm cân, chăm sóc ngoại hình. Cùng nhìn lại hành trình thay đổi nhan sắc của Minh Hằng sau 16 năm gia nhập showbiz. Minh Hằng thời mới bước chân vào làng giải trí, có vóc dáng mập mạp, khuôn mặt tròn trịa, hàm răng thưa và làn da nâu khỏe khoắn. Minh Hằng sinh ngày 22 tháng 6 năm 1987. Cô bước chân vào làng giải trí từ năm 16 tuổi với vai trò là thành viên nhóm nhạc học sinh Pha Lê. Năm 2007 ở tuổi 20, Minh Hằng được khán giả chú ý và yêu thích sau bộ phim Gọi Giấc Mơ Về. Trong giai đoạn đóng phim này, cô phải tăng 10kg theo yêu cầu của kịch bản. Từ năm 2002 đến 2007, phong cách ăn mặc của người đẹp đơn giản không ấn tượng. Bộ phim Gọi Giấc Mơ Về giúp Minh Hằng ghi dấu ấn trong lòng khán giả, lúc ấy ngoại hình của cô khá mập mạp. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu là hình ảnh mà khán giả luôn nhớ đến khi nhắc về cô. Cô thường mặc váy ngắn, để kiểu đầu sư tử, mốt tóc thời bấy giờ, đôi khi Minh Hằng đeo bờm, nơ điệu đà. Thời điểm này Minh Hằng là thần tượng của không ít khán giả tuổi teen. Năm 2009, Minh Hằng theo đuổi phong cách kẹo ngọt đáng yêu. Cùng với làn da trắng trẻo hơn, nhan sắc của cô cũng trưởng thành và xinh đẹp hơn hẳn. Nữ diễn viên lúc này đã có vóc dáng thanh thoát hơn, gương mặt thon gọn hơn so với lúc trước. Năm 2011, Minh Hằng thay đổi sang hình ảnh nữ tính và chững chạc. Năm 2011, Minh Hằng vướng nghi án thẩm mỹ bởi chiếc cằm nhọn bất thường, tuy nhiên cô chưa bao giờ lên tiếng xác nhận. Năm 2012, Minh Hằng đánh dấu sự lột xác về nhan sắc, khuôn mặt bầu bĩnh thon gọn hơn với chiếc cằm nhọn. 2013 đánh dấu thời điểm nữ diễn viên đạt độ chính về nhan sắc cũng như gu thời trang thanh lịch. Cô thay đổi sang lối trang điểm sắc sảo và phong cách thời trang sexy. 2014 là năm đánh dấu cột mốc, bắt đầu thời kỳ nhan sắc đỉnh cao của Minh Hằng. Từ đó tới 2017, Minh Hằng luôn xuất hiện với hình ảnh nữ thần, phong cách sang chảnh và đẹp quyến rũ. Minh Hằng trở thành nữ hoàng quảng cáo và phụ sóng nhiều tạp chí thời trang danh tiếng. Ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, Minh Hằng là mỹ nhân không có đối thủ ở VBIC. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nữ ca sĩ lại khiến nhiều fan hốt hoảng khi xuất hiện với chiếc cằm dài ngoằng. Theo đó, trong một clip livestream cùng khán giả, cô để lộ biểu cảm đơ toàn tập cùng gương mặt khác lạ khó hiểu. Đầu năm 2018, gương mặt Minh Hằng vẫn rất tự nhiên, nhưng mới đây, gương mặt của cô bỗng kỳ lạ và trở nên biến dạng. Không chỉ vậy, có nhiều khoảnh khắc hay góc nghiêng.
Gương mặt Minh Hằng trở nên dài và nhọn. Chính điều này dấy lên nghi vấn cô giao kéo để nâng cấp nhan sắc. Trong một sự kiện gần đây, Minh Hằng xuất hiện với gương mặt cứng đờ. Nhiều fan tiếc nuối và lo lắng, nữ ca sĩ sẽ đánh mất phong độ đỉnh cao của mình do lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Sau thời gian ở ẩn, Bằng Cường trở lại với nhan sắc bà thím khiến người hâm mộ hốt hoảng. Bằng Cường, chàng ca sĩ 8X điển trai ngày ấy nay còn đâu, được biết đến với vai trò ca sĩ cũng kim nhạc sĩ, nhưng thời gian qua cái tên Bằng Cường dường như khá im ắng trên thị trường nhạc Việt. Tuy nhiên gần đây Bằng Cường trở lại và tạo ra sóng gió cho showbiz. Có điều cơn sóng này không đến từ sản phẩm âm nhạc mà là ngoại hình của nam ca sĩ từng được coi như một hot boy một thời. Người hâm mộ sẽ bật ngửa với hình ảnh mới nhất này của Bằng Cường. Phong cách khá lỗi khi kết hợp quần đỏ áo vest cam, giày thể thao trắng thì gương mặt phấn son quá đà của Bằng Cường mới là điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất. Không những vậy, hình ảnh đời thường cũng được khá chăm chút phấn son khá kỹ, chân mày sâu rớm luôn được tút tách kỹ đến từng chi tiết. Môi lúc nào cũng dưỡng đỏ như son. Môi son đỏ tạo dáng yểu điệu, Bằng Cường khiến chịu chị em phải chào thua. Có thể thấy chàng ca sĩ 8X này họa mặt phấn còn dày hơn, màu môi còn thắm đỏ hơn cô nàng Tố My bên cạnh. Ảnh quảng bá cho bài hát mới cũng khiến fan khó hiểu, tông son cam gương mặt trắng toát cùng chân mày sắc lẹm. Bằng Cường không khác gì một mỹ thụ, chưa kể mái tóc nửa vời. Đuôi tóc dài cổ trang phần tóc ngắn trên lại như undercut, nhuộm highlight kỳ dị, Bằng Cường ngày xưa nay còn đâu. Lan Ngọc nắm tay và đi xem phim đến gần sáng cùng với Chi Dân. Nghi án về chuyện ngọc nữ làng điện ảnh Ninh Dương Lan Ngọc đang hẹn hò cùng ca sĩ Chi Dân. Mặc dù rất nhiều tin đồn về việc Ninh Dương Lan Ngọc đang cặp kè với cụ thành viên nhóm 365ST, nhưng ngọc nữ mới của làng điện ảnh Việt lại khá thân thiết với nam ca sĩ Chi Dân. Và mới đây nàng cám đã bị nhóm phóng viên của Zanew phát hiện đi cùng và thể hiện tình cảm với Chi Dân. Thậm chí cả hai còn di chuyển về căn hộ của Chi Dân thay đồ để tiếp tục đi xem phim đến tận sáng. Cả hai bị phát hiện đi ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng tại quận 1 vào lúc 9 giờ tối. Cả hai vẫn giữ khoảng cách với nhau tại những nơi công cộng. Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa tối. Chi Dân chở Lan Ngọc về căn hộ của mình bằng xế hộp của nữ diễn viên Cô Ba Sài Gòn. Sau đó, cả hai bất ngờ rời khỏi nhà của Chi Dân bằng xe của nam ca sĩ vào lúc 12 giờ đêm. Lan Ngọc và Chi Dân xuất hiện với bộ trang phục khác và cùng nhau đi xem phim. Cả hai cố tình chọn suất phim cuối cùng và đi trễ nhất để tránh sự chú ý của công chúng. Khoảnh khắc duy nhất Chi Dân và Lan Ngọc công khai thể hiện tình cảm với nhau là ở từng hầm gửi xe khi cùng nắm tay nhau suốt cả đoạn đường. Công khai vòng eo 56cm, Hương Giang Idol đang trên đà xoán ngôi vòng 2 của Ngọc Trinh. Đăng ảnh khoe vòng eo tròn 56cm, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đã có thể đứng vào hàng ngũ những mỹ nhân sở hữu vòng eo nhỏ nhất showbiz Việt. Cách đây ít giờ, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang công khai số đo vòng eo hiện tại của cô trên trang cá nhân. Thật bất ngờ, chỉ số của các người đẹp vừa tròn 56cm và khiến cho người hâm mộ phải tròn mắt ngưỡng mộ. Có thể thấy mặc dù là mỹ nhân chuyển giới, nhưng Hương Giang lại sở hữu thân hình nóng bỏng, không kém người đẹp nào trong showbiz Việt. Công khai vòng eo 56cm ở thời điểm hiện tại, giọng ca Vì Yêu Mà Cưới chính thức sánh ngang hàng với đàn chị Ngọc Trinh. Trước đó, nữ hoàng nội y lừng danh showbiz khi công bố sở hữu vòng eo 56cm, tự hào về các bộ phận đẹp nhất trên cơ thể, Ngọc Trinh còn đặt tên cho bộ phim đầu tay đúng như chỉ số vòng eo của mình, vòng eo 56. Ngọc Trinh công bố sở hữu vòng eo 56cm, tuy nhiên giờ đây cô đã gặp phải đối thủ xứng tầm là Hoa hậu chuyển giới Hương Giang. Hương Giang cao 1m70 và có số đo 3 vòng rất chuẩn, 86, 56 và 90. Trước đó vòng eo của Hương Giang đạt chỉ số 62cm, tuy nhiên khi ghi danh tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, người đẹp đã bước vào quá trình ăn kiêng rất khắt khe, thậm chí liên tục nhịn ăn giữa thời điểm cuộc thi diễn ra để vóc dáng trở nên hoàn hảo. Ép cân gắt gao, vòng eo của Hương Giang đã giảm tới 6cm. Nói điều này ra chắc nhiều người mắng, nhưng thật sự là Giang không dám ăn, áp lực lắm nhưng Giang không ăn được vì sợ mập. Có những lúc đó đến ngất đi nhưng vẫn không dám ăn vì ngày mai phải thi tài năng.
ngày mốt phải thi bikini. Thí sinh năm nay rất đẹp, có những người rất mảnh mai, nên Giang chưa bao giờ áp lực như thế vì liên quan đến màu cờ sắc áo. Mọi người ngồi ăn với nhau, dù rất đói nhưng Giang cũng không dám ăn, dù chỉ vài cái rau hay salad. Biết là không ăn cả ngày sẽ mệt, nhưng cũng đâu dám ăn. Lúc nào Giang cũng bị ám ảnh chuyện bụng to, Hương Giang từng chia sẻ. Hương Giang không dám ăn khi đi thi Hoa hậu vì ám ảnh chuyện bụng to. Ăn kiêng khắc khe, cô đã sở hữu vóc dáng vô cùng gợi cảm. Phòng eo nhỏ nhắn hơn rất nhiều so với bạn thi các nước. Trong bức ảnh này, không thí sinh nào đọ được phòng eo 56cm của Hương Giang.